vị thân mến, trên sân khấu hiện tại đang xuất hiện hai cháu bé với bộ trang phục của người đồng bào Bana. Và bây giờ chào đón những người bí ẩn của chương trình. Chào đón Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus đặt trước ngay hôm nay. Ai là người nhận nuôi hai cháu bé này? Hả? Vì sao Trường Giang lại nói điều đó? Ngày xưa họ có những hủ tục, tức là gì? Người phụ nữ của Bana mình á, khi sinh cháu bé ra, mình lỡ may mà mẹ không đủ sức vượt qua thì người ta lấy đứa bé mới được sinh mà sống đó, chôn cùng với mẹ. Hai cháu bé này rơi vào hoàn cảnh như vậy thì có một nhân vật không đồng ý và vượt lên tất cả những cái khó khăn, những cái định kiến đó để mang cháu về nuôi. Quá mừng. Bây giờ trước khi chúng ta giao lưu biết thêm thông tin, chúng ta sẽ mời hai cháu bé tạm lánh vào trong. Con dắt em vô trong rồi mình ăn cà lem lát ra nha. Chúng ta hãy cùng giao lưu. Chào chị, mời chị giới thiệu một chút ạ. Tây nguyên xanh hùng vĩ bao la, có sẹo thi đam sang một thuở. Có tôi cô gái trẻ Bana, năm 16 tuổi tôi đã trở thành mẹ. Từ ấy tôi say mê việc múa, việc nhà, yêu thiên nhiên, yêu con trẻ. Tôi là người đã nhận nuôi hai đứa trẻ này. Cảm ơn chị. Năm 16 tuổi tôi đã có gia đình nhỏ riêng của mình. Con lớn của tôi Y-son 16 tuổi, con nhỏ Y-sơn 3 tuổi rưỡi. Và giờ đây tôi đã ngoài 60. Tôi không bao giờ hối tiếc vì những gì tôi đã làm. Tôi là người nhận nuôi hai đứa trẻ. Cảm ơn chị. Ta là thần rừng, rừng tạo nên đánh đại ngàn. Y sống là con của thượng đế, Y sơn là con của núi rừng. Tôi là người nhận nuôi hai đứa trẻ này. Xin cảm ơn. Anh ơi ngủ ngoan, anh đừng làm ngày mỏ. Mặt trời của bác thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ thì nằm trên lưng. Tôi là người đã nuôi hai đứa trẻ này. Cảm ơn chị. Tôi là chàng trai Tây Nguyên, con Ngô Tân Tú Nhất Việt. Trong một lần đang đi tuyên truyền, gặp hai đứa bé bị bỏ bên đường. Tính tôi vốn hay làm việc thiện, nhận nuôi hai đứa bé là điều tôi làm. Tôi là người đã nuôi hai đứa trẻ này. Xin cảm ơn. Bác số 2 ơi, là cái tục mà chôn đứa con theo người mẹ đó là nó hình thành từ khi nào? Có nghĩa là người đồng bào khi mẹ chết, họ muốn chôn sống cả con, cũng xuất phát từ tình yêu thương thôi ạ. À, họ nghĩ là thương con. Thương con, mẹ phải đi theo con và con phải theo mẹ. Cái động cơ nào khiến cho chị phải bằng mọi cách làm cái điều ngược lại với cái làng? Của cải có thể cho nhau được, nhưng mà con người thì không bao giờ kiếm ra được. Xuất phát từ tình yêu thương. Và em nghĩ là các con nó vô tội. Chị số 1 ơi, hiện giờ cái tục đó có còn không chị hay là hết luôn rồi? À, bây giờ cái tục đó vẫn còn. Vẫn còn luôn à? Cho con hỏi chú số 3, chú thuyết phục làm sao cho ông tù trưởng, ông tộc trưởng hoặc là cái người lớn nhất ở đó đồng ý là chú đem đứa bé về nuôi. Bồng đứa bé bỏ chạy đem về. Lúc đó chú có gia đình không? Có. Vợ chú có đồng ý chú nuôi cái đứa bé đó không? Phải đồng ý thôi. Là chú muốn hay là chú về chú thuyết phục? Thuyết phục, về thuyết phục rồi. Khi đó chú có bao nhiêu đứa bé rồi? Đã hai đứa con. Hai đứa con của chú là trai hay gái? Hai đứa con trai luôn. Chú đem đứa con trai này về chú thuyết phục bà vợ nuôi luôn đứa này. Yeah. À chị số 4 ơi, vợ vượt hôm qua vợ mất, thì bây giờ còn chồng, không lẽ cũng chôn đứa bé theo mẹ luôn à? Dạ vẫn chôn ạ. Ủa vậy cha không nuôi được con à? Rồi cái người cha đó không can thiệp được à? Dạ. Cái phong tục của nó là như vậy. Nhưng mà thường trong những trường hợp đó người cha phản ứng thế nào? Người cha coi như là không phản ứng gì được hết. Tại vì á, già làng á, là quyết định. Còn nếu mang đứa trẻ đó về thì tất nhiên sẽ làm có nhiều điều nó không hay xảy ra cho làng mình. Số 2 ơi, chị nói vậy có đúng không? Dạ không ạ. Không. Chứ như thế nào? Ví dụ là trường hợp một cái gia đình đó không may mắn người mẹ sinh ra con mà mất á, ý là gia đình đó có quyền nuôi hay là chôn sống là gia đình đó, còn già làng không có quyền ạ. Tại vì là con của họ.
Không phải họ không thương, nhưng mà họ không có điều kiện. Và họ muốn mẹ con chết sống có nhau, và không muốn những điểm xấu sẽ đến cho buôn làng. Chú số 3 cho hỏi cô số 2 nói gì, chú đồng ý không? Đồng. Thì có một cái người nào trong làng đã từng giống như chú phản đối cái chuyện đó chưa? Ở trong làng không có ai phản đối hết. Có mình chú à? Từ xưa giờ có một mình chú thôi. Chị số 1 cho em hỏi, ngoài chị ra có ai phản đối không? Có rất là nhiều người phản đối, nhưng mà người ta không vượt qua được. Người ta nói là phép vua thua lệ làng. Cái hủ tục này nó có từ lâu đời, và người ta họ tôn trọng già làng. Và mình may mắn mình được gia đình ủng hộ nên là mình làm được việc này. Số 5, chị số 1 đang nói đúng hay không? Đúng. Vậy cho tôi hỏi, khi anh phản đối có ai cùng anh làm cái chuyện đó hay không, hay chỉ một mình anh làm chuyện đó? Có gia đình mình ủng hộ mình. Sau khi mà nhận nuôi hai đứa bé xong thì trong làng người ta có xa lánh anh không? Cũng có một số người thì họ xa lánh, cũng có một số người thì họ sẵn sàng giúp đỡ. Có ai trong gia đình của bạn thôi mà ngăn cản bạn làm, mà kêu mà đừng nuôi nữa tụi nó không? Gia đình thì không ai phản đối. Không ai phản đối luôn. Người Vy Ân lần này quá hay, năm người đều nói chuyện rất chân thật. Như vậy là quá đủ. Lát nữa sẽ biết những điều cần biết. Mời chọn con số. Nãy giờ chị không nhìn số 5. Tại sao lại có cái không khí sẵn trong tay? Nếu để số 4 rồi. Hai đội lại có những cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Chủ nhà chọn số 2, đội khách chọn số 5. Khi mà mới mở cái màn lên thôi thì cái cảm giác đầu tiên vậy đó, tự nhiên nó có lại hướng vào cái anh số 5. Thì mình ngồi mình hỏi ít thôi, mình lắng nghe thì mình loại trừ thôi. Tại vì cô số 1 cổ trắng quá, cái cô số 2 thì trẻ quá, anh số 3 thì nó giống nhất nhưng mà không thể nào lộ như vậy được. Người chị thứ tư thì chị Tường mới nói với cô Quốc Thuận là coi chừng bị đánh lừa cảm xúc. Có thể là người ta có một cái gì đó, sự đồng cảm, đó, đồng về cảm vấn đề gì thôi đó. Chứ chưa hẳn người ta là cái người đó. Cho nên cuối cùng cái anh số 5 anh toàn cười không à. Nhưng mà tại vì thấy anh đô, cái chân anh dài, da anh ngâm đều. À, chắc ngắm chạy lẹ, ngắm đều đứa con chạy lẹ. Ừ, thấy kiểu cái dạng. Và cái tuổi thì nó cũng gọi là vừa vừa, nó cũng khớp khớp. Mình với chị Tường đồng ý ở chỗ đây là nhìn cái gương mặt, với nhìn, với nghe cái giọng nói, với cái quan trọng là tôi quan sát, tôi thấy cái bắp chân của ảnh. À, với thấy cái chân của ảnh là mình nhìn vô rồi là mình nghi ngờ ảnh là người dân tộc. Đó, và nghe được cái giọng nói. Thật ra nếu mà anh nói như vậy thì nó hợp lý hơn là nhìn cái giò đó là chạy kịp, làng dí không kịp. Hốt đứa nhỏ chạy, hiểu không? Nó thì bắt không kịp ổng. Ở đây chỉ lình xình ở cái chỗ tuổi là nó hơi với lại trẻ gì đó không? Ổng bự quá, bao buôn làng đâu dám quánh. Sao ông chọn anh số 3 đi? Hương nè, cho viết giấy anh số 3 nè. Số 3 này, tại tên thật tà quá. Tôi thấy là tụi tôi chọn số 2 là coi có lẽ hơi sai. Lý do tại sao chọn số 2 kẻ măng à? Tôi bốc thăm trúng thôi. Thật sự ra thế này, có một cái điều mà tụi tôi confuse số 2 là vì số 2 hồi nãy số 4 nói số 2 cãi. Nó là chị đã nói không có đúng. Nhiều khi bà nhiều chuyện em, bà cãi. Mà cái chuyện bà cãi là nghe có vẻ hợp lý hơn. Sẽ có một đội đúng cũng có khả năng là sai hết. Chúng ta sẽ đi tìm kết quả sau vài phút giải lao. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Người Bí Ẩn. Hôm nay con ai dắt con tới đây thì con ôm người đó nha. Rồi xong cái lát chú đưa bánh kẹo cho nha. Hãy đi tìm người bí ẩn. Xin mời. Chạy qua ba hoặc mẹ đi con. Chào đón Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus đặt trước ngay hôm nay. Chủ nhà thắng 1-0. Đúng như chúng ta nói, có một cái điều là khi cái cô kia phân tích, cô này không phải vậy đâu. Đúng. Cô phân tích lại một cách rõ ràng hơn. Và quan trọng hơn, cái điều cô phân tích lại hợp lý hơn. Bây giờ chúng ta sẽ lật mở từ từ. Chị là ai? Tôi tên thật là Nguyệt. Tôi 44 tuổi. Tôi là giáo viên dạy trẻ. Tôi không phải là người nuôi hai đứa trẻ này. Tôi tên Trần Công Hoàng. Tôi làm nghề tự do. Tôi không phải là người nhận nuôi hai đứa trẻ này. Chị để sau đi, để em nói chuyện anh số 5 cái. Mời vị trí số 5 mình tâm sự chút xíu. Em tên là Ikui Malo, em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại em là sinh viên. Giống thiệt chứ bộ đấy chưa? Mình người à, đồng bào nào? Dạ em người ED. Người ED. Đó, cũng là người đồng bào bộ đó, người ED. Đúng chứ bộ đấy không? Chị xin chị giới thiệu một ít ạ. Mình tên là Lena. Lena chị. Ừ.
Mình là người dân tộc Chà Rai. Chà Rai? Gia Lai. Vì sao hồi nãy chị khóc? Tại vì ngày xưa mình có làm trong một trại mồ côi. Thì một buổi sáng mình, mỗi lần mình mở cửa mình quét dân, thấy hai đứa nhỏ ở ngoài, mình đậm hai đứa bé đó vào, mình nuôi. Tới khi hai đứa bé đó lớn, hai vợ chồng Pháp bắt đầu qua cái trại mồ côi đó và đã xin hai đứa con, hai đứa mà mình đã ẵm vô đó về làm con nuôi ở bên nó luôn. Và từ đó tới bây giờ mình mất thông tin luôn. Đúng. Tức là chị nhớ về cái ngày xưa của chị. Trời ơi trời. Nên là chị đồng cảm. Bây giờ ban biên tập dễ sợ tới mức độ mời một người đã có hoàn cảnh giống như vậy nên thì không còn gì để nói. Chia sẻ với chị nha chị số 4. Em chia sẻ với chị. Bây giờ chúng ta đến với gia đình thật. Mời chị mình ra phía giữa cho dễ nói chuyện ha. Xin tạm biệt những người bí ẩn. Đây là người bí ẩn của chúng ta. Dạ, tên của em là Iben. Hiện tại em đang là bên đoàn ca múa nhạc tổng hợp Đam San Gia Lai, đi phục vụ bà con, tuyên truyền cho bà con ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em sinh năm 90, năm nay em 29 tuổi ạ. Lúc mà bạn ôm cái bạn 16 tuổi này về là bạn 16 tuổi luôn? Là 16 tuổi ạ. Em là người dân tộc luôn? Dân tộc Ba Na. Em cách nhà cậu bé này bao xa? 100 cây số ạ. Trời ơi. Lúc đó em xuống em tuyên truyền hay làm gì? Nên là đi theo mẹ buôn bán đồ sổ, đổi gạo, gà. Cái là vô tình gặp được con là mẹ sinh ra nhưng mà không có bệnh viện. Là người chồng cũng là người cha đỡ đẻ, nhưng mà không may mắn là người mẹ chết, hay là họ chôn sống luôn. Thế là đang nghe ở trong làng nghe tin như vậy là em mới kêu: mẹ ơi, con muốn cứu em bé, hay là em với mẹ xin ấm về nuôi ạ. Bạn ấy kể là cái cậu này á, là nằm ở dưới và mẹ đè lên trên, và bạn ấy cứu từ trong hòm cứu ra. Lúc đó thì có gia đình còn ai nữa không? Có ai không ngoài mẹ mất? Có bố với lại còn anh em. Rồi bây giờ mấy người đó người ta có liên hệ gì không? Dạ không ạ, có nghĩa là họ bỏ, là họ bỏ luôn ạ. Thì em vẫn cho con biết bố mẹ ruột của họ, nhưng mà tùy vào con thôi. Ý là sau này con lớn lên con về bên đấy cũng được. Cho tôi hỏi là ngay cái lúc đó là cái tâm trạng của cái người phụ huynh đó như thế nào mà bỏ luôn con của mình? Tóm lại là họ nghĩ lúc đó họ kêu là ai muốn lấy thì lấy đi. Dạ. Đó, thằng bé thứ hai là cũng y chang vậy luôn. Thằng bé này là qua một chuyến công tác, ở trong xe là 35 con người nhưng mà người ta không dám nhận. Người ta nghĩ là chi phải khổ vậy. Em nghe tin như vậy là em chạy ra nghĩa địa em ấm con, mà cái tay nhỏ bé mà nói mà nó biết nó chụp lên tay em. Thì em nói vu vơ là: con ơi, mẹ đây rồi. Thành nhớ Thành đã gặp Iben rồi. Dạ. Một cái người phụ nữ còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ vẫn chưa có một mối tình nào hết, là bởi vì làm gì có ai tin là một cô gái như vậy mà đây là hai đứa con nuôi. Họ nghĩ là cô ấy đã quá thì rồi. Nên tới ngày hôm nay cô ấy chưa có một mối tình nào, chưa có một cái người yêu nào hết. Từ khi câu chuyện của Iben mọi người biết đến, trên vai của Iben càng nặng thêm rất là nhiều. Còn cái chuyện gia đình thì là cái duyên số, cũng giống như là Iben gặp các con vậy. Mình không thể nói trước được tương lai, nhưng mà Iben chỉ sống vì hiện tại trước đã. Được bao nhiêu người nghĩ như vậy? Và chắc gì có người đàn ông tới mà thương cổ rồi thương hai đứa nhỏ. Nên đó là lý do vẫn vậy cho tới bây giờ, cổ chưa có ai. Mà bây giờ cổ quen luôn, cổ không dám ước mơ luôn đó. Tôi nghĩ là tùy duyên. Em chỉ ước là nhân dịp cũng có lên TV. Em muốn nói với bố mẹ là em cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Nếu không có bố mẹ thì hành trình làm mẹ của Iben không được. Nhiều lúc bố mẹ em khổ rất là nhiều, nhưng bố mẹ em không nói. Bố mẹ là một cái giống như là cái giúp em hành trình làm mẹ. Tại vì em không sinh ra các con, em không biết là mẹ như thế nào, nhưng bố mẹ đã cho em biết. Làm bà mẹ đơn thân nó rất khó rồi. Nuôi một đứa con như chị là trầy da tróc dãy rồi. Không có ba mẹ giúp không thể nào được. Mà ở đây một cô gái trẻ mà đơn thân thì vẫn là bà mẹ đơn thân, mà nuôi tới hai đứa, mà hai đứa con không phải con mình. Thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời.
Và em có một gia đình tuyệt vời luôn. Bố mẹ em tuyệt vời. Dạ em cảm ơn. Không chỉ là cảm ơn em, mà anh còn xin được bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ và cái lòng khâm phục đến với em. Cái sự lan tỏa của chương trình Người Bí Ẩn này, anh hy vọng sẽ có một người đàn ông sẽ đến với em. Anh chúc cho điều đó sẽ thành hiện thực. Dạ em cảm ơn. Và cũng sẽ tin một điều là hai đứa nhỏ trưởng thành sẽ là những người thành đạt và rất là hiếu thảo. Để khuyến khích cho cái sự tích cực này, Thành gửi bên 5 triệu ha, giống như là tặng quà cho hai bạn nhỏ, để bên có cái gì đó để lo cho hai bạn tốt hơn. Con ơi, con tên gì? Dạ con tên là Y Son. Con ở với mẹ Ben con có vui không? Dạ có. Mẹ Ben thương con không? Ông bà ngoại thương con không? Dạ có. Vậy hả? Bây giờ con có thêm em nữa là con thương em lắm đúng không? Có hai anh em chơi ha. Dạ. Đi học lớp mấy rồi? Năm nay học lớp 9. Đây là mẹ nuôi con, công sanh không bằng công dưỡng. Và ông bà ngoại nữa, con nói gì với mẹ với ông bà ngoại nè? Bà ngoại ơi, ông ngoại ơi, con cảm ơn ông ngoại đã nuôi con lớn lên và em. Thương lắm, xúc động phải không? Giờ mình con trai, mình không có gì phải mất đứa hết trơn á. Chú Thành chỉ hy vọng là mai mốt con lớn lên, con phải học cho thiệt là giỏi nha. Con phải siêng năng nha. Tại vì biết sao không? Nuôi là mẹ, mẹ nuôi mình cực quá mà, đúng không? Mình con trai mình phải ráng nha con. Hứa chú Thành đi đừng có lười biếng nè. Ráng, phải siêng năng nha. Và tự tin. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã nuôi con và mẹ phải đang sống vui nhé. Lúc nào mẹ cần áo và những dụng cụ đồ đạc để sinh hoạt thì em cứ báo với chị. Nhưng riêng ngày hôm nay thì chị cũng sẽ xin tặng cho hai cháu trước 5 triệu để mà đỡ đần bớt cái gánh nặng cho em. Và cô ấy không phải vì đau khổ mà sống khép mình đi. Không, sống với âm nhạc và luôn nở nụ cười. Không tin thì hãy cùng xem cô ấy biểu diễn ngay sau đây. Còn đây chút nắng vương trên tóc mềm, còn đây chút gió mềm nhớ thêm. Mùa thu trôi qua nhanh đồng lại về xa rét, có ai ngồi giữa đêm lặng ca. Cuộc đời em bé bơ vơ không lối về, một mình lặng lẽ lang thang giữa phố khuya, tìm vòng tay yêu thương nhưng nào ai có biết em một mình bước đi trong lẻ loi. Anh sao buồn sáng soi bước chân em gầy, em mong chờ cánh tay nào đang đến và em hỡi xin em hãy tin ngày mai tươi sáng. Bước chân kia lạc loài về đâu tìm mái ấm yêu sao quá xa, đưa mắt kia nhỏ nhòi từng đêm nào xót thương cho đứa bé không nhà, đốm lửa hồng thắp lên tình thương và hãy tin vào tương lai. Trái tim hãy dang rộng tay để đón em tôi nhớ bé về đây. Bước chân kia lạc loài về đâu tìm mái ấm yêu sao quá xa,
cảm ơn phần hỗ trợ của nhạc sĩ Piano. Thưa quý vị, khó khăn nhiều lắm nhưng mà vẫn hiên ngang mà sống, đó là một trong những cái điều mà cảm thấy rất là thích ở cô này. Chúc cho Iben sẽ giữ được cái tình yêu thương đó, và quan trọng là có sức khỏe để vừa lo cho ba mẹ và lo cho hai con nữa. Và thưa quý vị, Thành nghĩ là một mình Thành với lại các anh chị em nghệ sĩ ở đây thì vẫn là chỉ là chia sẻ được phần nào thôi. Nhưng mà nếu như quý vị khán giả mà muốn chung tay góp sức để động viên cũng như giúp đỡ cho ba mẹ con, chúng ta có thể gửi thông tin về cho trang fanpage của chương trình. Và cái điều chia sẻ đó đã lan tỏa xuống khán giả, và một vị khán giả đã nhờ Việt Hương là tặng cho mẹ và hai em thêm 3 triệu đồng nữa. Trời ơi, bắt tay cái coi, bắt tay mình chào nhau đi về cái coi. Yo. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ.